Con ơi, Ừ? ngủ qua làm gì vậy? Bệnh quá, tôi bị trúng thực đó, đâu có nhúc nhích gì đâu nha. Sao thấy tôi make up gì được không? Chưa mà, đâu, mặt bà đâu? Đây nè, make up rồi nè. Trời ơi, chị cho cực vậy chị? Cái này là hình ảnh của Nga sáng nó ngủ dậy đó trời. Y chang, sáng nó ngủ dậy mà chị bấm chuông nó ra nó mở cửa cái mặt y bon vậy đó. Chỉ có cái này là khác thôi nè. Nga tự chọn thêm một cái này vô trên này nữa Thì đâu được Nga Nga. chọn cái đó Phải vô thì không? mới Tôi càng vô giống. nữa Hợp với mới tôi giống. hơn. Nó hợp với tôi hay hợp với Kha? Hợp với Thì Kha. Kha, dạ, bà với Kha điên cặp mà phải không? Cặp nhưng mà tôi có một cái à. Đâu nó Tôi có, tôi có. có mua cho nó có nhờ Ủa tôi gì order hả? rồi. Tôi đeo cổ bà là đeo Bà luôn. đeo, nó đeo cổ bà Ôi gì đeo dưới ghê đây. vậy? Ừ. Đầu tư quá vậy? Đầu tư lắm. Ôi, Trời ôi, ơi. vậy là xong rồi hả? Chưa, Chưa, còn vẽ cái chưa. chân mày lên nữa. Trời ơi, anh chuẩn bị quá trời luôn. Người ta chuẩn bị nguyên năm trời đó để qua Gì? đây chơi đúng ngày Halloween đó. Sao mà lát nữa nhận giải 100 đô đi rồi biết. Kha ngồi đợi chút xíu đi. Rồi tới liệt Kha nha. Ủa gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Oh man. Tay gì đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, tay bà đó. Tay đó. Oh man, bà chơi lớn vậy bà Thoa. Đó, thấy ghê What không? the hell? Oh, what? Trời ơi, bà mất mấy ngày Ghê trời đó trời. đó, thấy ghê Ôi, chị Thoa ơi. Sao thắng lại Thoa đây trời? Trời ơi, chết rồi, thôi mình ngưng đi Thoa ơi. Mình để đẹp đi. Mình tẩy trang để đẹp tự nhiên đi đi Thoa ơi. À, em đã hóa trang rồi, nói chung là mặt ma này giống như gấu trúc của quý vị. Gấu trúc mà đứng cạnh chị Thoa. Ủa chị Thoa ra quá chị Thoa ơi. Ôi chị vẽ ra cho em đi chị Thoa. Ngồi xuống đây. Vẽ cái mặt em cho nó đanh thép một chút coi. Trời cho nó ơi. Sừng ghê ghê một chút. Còn bà vẽ cái hàm răng bà thề luôn á, tôi tưởng là cái họng không. Nhìn gớm quá Thoa ơi. Ôi đúng là họa sĩ vẽ nó khác. Nó một trời khác biệt, còn này là make up này chuyên làm đẹp, nay làm xấu cho em mà nãy giờ vẽ hai ba lần mà vẫn ra con gấu trúc nha. Rất là gấu trúc, mặt rất hề luôn. Bà Nhung hôm nay đắt xô make up ma quỷ quá. Và make up ma quỷ mà. Chị ơi, cái mũi em chị dầm nhẹ nhẹ thôi nha, mũi giả Ồ, dạ, chị. Xin lỗi. Trời, cái gì vậy? Mũi giả dặm cũng mạnh được mà Kha làm gì mà căng vậy? Bộ sụn bằng ống tre gì mà sợ gãy. Cái vẽ mặt trắng là cái này. Ok, cho xài cái đó. Ủa sao Kha vẽ cũng nhìn nó cũng đẹp trai lắm Kha. Chưa có ra. Chưa ra con ma lắm nha Kha. Ở trong một cái phòng, chị Thoa đang làm make up cho Thúy Nga. Nhìn chị Thoa sợ thiệt. Đừng có cười, cười là méo cái giọt luôn á nha. Cười cái nó ra cái chữ C luôn. Ủa máu thì nó cũng hay méo mó chứ. Không, máu nó chảy xuống nó thành cái giọt em Kha ơi. Tới đâu rồi Kha ra được. Trời Kha. Ơi, nhìn cũng đẹp chứ đẹp không có ra ma quỷ gì trơn á. Cái chà, người này là người đẹp, còn tôi hề là hề. Đẹp. Đúng rồi, cái mặt nào đẹp làm ra đẹp, hề làm ra hề ha. Cái mặt tôi hề sáng như dễ bao rồi. Thì mặt đẹp, mặt, mặt hề, đẹp, mặt mặt lên qua lên ma quỷ. Ê, giờ ra nè, Kha tôi ra nè Kha. Chấm đây. Ra, ác ác một chút. Ác ác chút. Ok. Coi. Thôi đang dịu môi bằng nghe rồi. Ghê quá. Không được em ơi, phải sơn cái cổ trắng nữa. Có. Chị phải vẽ cho em thì em nói là để em xong rồi chị quất thêm cho em gì thì chị quất. Ôi cái này mà nó nhìn ghê thiệt đó. Đỏ được không đó. Giống em luôn. Không, cái tóc lên nó ạt lắm nha chị. Này má cô dâu ạ. Má cô dâu. Hay là gì? Con. Má cô con dâu. Đi. Hai vợ chồng để đứa con đi. Con em đó quý vị. Con già hơn mẹ luôn. Không. Tại vì con đẻ con chưa có con chưa có không đầu thai thành con người.
con đang con quỷ mà con mà lớn rồi, rồi má dạy cho con làm con người nha. Đây đây là gia đình của chúng em. Rồi, giới thiệu nhân vật đây. Cái này là có con. Đây có là con rồi. Chú rể Ma Cà Rồng. Cưới rồi mới có con. Còn cô dâu gì? Không, cô dâu gì? Ngủ trước có con. Cô dâu Bạch Cốt Tinh. À con dâu Bạch Cốt Tinh hả? Con dâu đây là vợ của Ma Cà Rồng. Mà và đây rồi. Là đẻ ra đứa con thiên thần không? Cả nhà thấy thiên thần. Mặt cưng dễ thương không? Mặt cưng con. Mặt cưng dễ thương. Ôi tu ta. Được không? Được. Quá ghê rồi. Ghê không? Còn mà bướm thì cưới khang. Trời ơi. Nhìn xứng đôi vừa lứa. Trời ơi, tụi mình mày vô mà tụi mình không nhận giải thôi á. Con ơi, con lái nhanh cho mẹ đi con. Mẹ sắp tới giờ làm lễ đính hôn rồi. Khách khứa người ta ngồi cả ngàn khách rồi. Ông ơi ông. Ngồi sao ông thấy đường không ông? Trời ơi, lâu lâu mình ở dưới mình đi lên đi chơi thấy vui ha. Sao người trần gian như này ăn mặc kỳ cục vậy trời? Ăn mặc như mình nó mới đúng gu quá. Trời, trần gian mặc xấu xí quá à. Mà tao make up không có ra ha. Mình dưới đẹp tự nhiên nè, đâu cần make up. Trời ơi, con ơi, đẻ con sao mà ra nguyên cái mặt, nguyên cái đầu lâu, cái mỏ giống Hoài Tâm dữ vậy con. Lúc vừa để nó lọt lòng ra là xe tải chạy ngang cán ngang mặt nó đó. Thì hỏi coi. Không, tôi nói thì tôi thú thật với ông. Cái thời điểm gì? đó là tôi vợ ông. Nhưng mà tại vì tôi mê Hoài Tâm quá. Trời ơi. Tôi mê cái hàm răng Hoài Tâm quá nên tôi đẻ đứa con ra mặt cái mỏ y chang Hoài Tâm luôn. Trời ơi, nó tôi phải đi nhận ba thêm một ông cha. Con tới gặp Hoài Tâm con nhớ ôm nha con. Nó nhận cha, ông cha này có giàu. Gia đình em lâu không? Lâu năm được có ngày à, rộn ràng lên thế gian đi chơi thôi. Mai về dưới lại rồi. Nhưng là mẹ ơi. Gì con? Nhận cha mới có tiền cho con không? Không, tùy. Nếu mà cha nhận diện con á là đúng á thì cha sẽ cho con 1,500. Con không là cha đánh thấy mẹ luôn. Còn không á, con dùng cái hàm răng của con cắn ngược lại cha con, hiểu không? Nói có lý. Trời ơi, trong bóng đêm cái hàm răng con thiệt á. Hoài Tâm còn lại con nữa luôn á. Thiệt, sao giống dữ gì trời. Giống không? Giống lắm luôn. Ngày xưa mê Ma Cà Rồng lắm. Lấy Ma Cà Rồng về đẻ ra nguyên đứa con Ma Cà Tưng. Nè, nửa này nửa nọ nè. Đấy, tối nay gia đình đó. Em một năm có một ngày này lên trần gian nên được chạy hai nơi mà không biết có kịp để chạy không. Tụi mình phải ở bên kia để mình nhận tiền xong mình mới chạy. Nếu có chạy không mà nói như thật thì trời thì kệ mình cứ lấy ta nói đời ước mơ là có hết á. Còn nếu không có giả cắn nguyên cái vàng chân trình đó luôn, cắn nát lên mình cắn. Ông có hàm răng sắt, ông cắn nát vàng dây điện cho tắt đèn sân khấu luôn. Giờ mình cướp, là cướp, mình giật con hoa hậu Nam Vương không, còn Á là không nhận đúng không? Á là khả lời chụp Vương Miện Văn nha, khóc bụng về nha. Trời ơi, con tôi công nhận á. Được nhờ dễ sợ luôn. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, đẹp con mẹ. Đẹp, con đẹp lắm con. Năm nay con đẹp hả mẹ? Năm nay con đẹp nha. Năm nay con xuất sắc nè. Tại vì nhờ có ông cha. Trời ơi, mẹ thề luôn á. Nãy giờ con ngồi mà mẹ tưởng cái đầu lâu chở mẹ đi chơi. Trời ơi, mẹ đừng có làm con cười cái đầu lâu con nó bể. Con cười đi ra cho hàm răng nó rớt ra, đầu lâu nó nát ra. Ôi, nhiều quá, vết thương con nó nứt rách hết. Nó nứt rách hết luôn. Con còn có cái đầu nữa, cái đầu tới đó em cười nữa nè. Con mất hết luôn, nửa cái đầu luôn. Bây giờ mẹ phải súng xa súng xính sửa xa sửa sạn nha. Ôi bye cả nhà nha. Gia đình em hôm nay lên trần gian đi chơi một bữa. Cháu ngoại người cát mới này nó quá trang mi nhìn nó vô nó nhìn mình như quái thú vậy đó. Nó không thèm nhận diện luôn đó trời. Người cát xin mớ kẹo rồi trời. Giờ ơi, mình xin mớ tiền mình về ha. Cười mỏi miệng rồi. Vô tập gym nè. Thôi vô nè bà con cô bác. Một năm có một ngày lên đây là gym chứ giờ này.
giờ này hả, chị có muốn chìm vào trong một cái biển ông lát nữa tôi mua cho ông chiếc mô tô này ông. Ồ, ông cưỡi chiếc mô tô này, ông ngồi lên coi, ông ngồi lên tôi coi coi được không, về dưới tôi mua cho ông chiếc. Ồ, man, được nha ông. Ông ơi cái này ông chở tôi đi một cái là hú hồn nha ông ơi, hú hồn nha ông, hú hồn chim én luôn. Wow, đẹp quá, ba chiếc cho ba đứa mình đó. Trời, con tôi đẻ ra một cái là cánh tay nó lìa lặt vậy đó, quậy hay lắm nhỉ? Trời ơi, đầu tư mà từ cái chân cho tới dễ sợ thiệt. Ông đợi tôi không? yêu thương ủng hộ của quý vị ngày hôm nay. Hoài Tâm biết rằng là ở dưới đó chỗ ngồi có nhiều cái sơ xuất, bây giờ mình đến đây vui là chính nha. Rồi cái gì sau đó chúng ta hà hồi phân giải, đừng tranh đua nhau nữa. Nếu mà quý vị có 10 người ngồi 10 người thì 1 người sẽ ngồi 11 người, 12 người thì ngồi 12 người. Nói chung là show down. Dạ, em nghĩ đây là lần đầu tiên em làm nên có nhiều dạ mình ngồi chung cho vui thôi. Và em mời tất cả quý vị chúng ta nên ngồi lại cái bàn của mình liền, tại vì theo đúng như lịch trình này Hoài Tâm nói là 7:30 chúng ta bắt đầu, tại vì đêm nay chúng ta còn có nhiều tiết mục vui hơn nữa. Ngoài ca hát dạ vũ ra, chúng ta có cái tiết mục Halloween Custom Contest nha, là giải thưởng là $5,000, $5,001 tiền mặt do chị Ngọc Hồ và anh Nhàn ở S365 tài trợ. Michelle ơi, mình tới chị nhìn ra không? Chị nhìn ra không? Không. Nãy giờ em nói mới nhìn ra. Chị bước vô cái em nhìn ra liền, chị thấy em dễ sợ chưa? Em nói em không nhận ra nghe, nhưng mà hệ nghe cất tiếng luôn. Là người ta nhận ra hả? Đúng rồi. Nè, biết ai không? Dạ biết. Biết luôn hả? Bây giờ thì bảo quả sĩ mà. Sáng nay là bà không làm gì trơn, ăn uống thì ngồi vẽ mặt vậy thôi đó. Ủa vậy hả? Vẽ cho ba người luôn á hả? Không, một mình bà tự vẽ cho bà. Xong nhìn bà vẽ hối hận quá, xong nhờ bà vẽ luôn. Vẽ bao lâu mới xong? Ồ, vẽ bao lâu mới xong? À, cái tay bà dễ sợ. Tay nhìn cơ, tay dễ má. Trời ơi, Bảo Liên kìa. Chuẩn cơ ơi, anh ơi. Trời ơi. Đã cô ta ra. Nghe, nghe được tiếng giật không? Đã cô ta ra. Giật mà giật mà muốn bay. Sao rồi? Chắc là anh lên rồi. Đức Kiều Trương cũng giải lòng cao như vậy luôn. Nhà Hoài Linh cũng bảo trợ cũng bảo trợ ân ái của một người đẹp rất là Ngọc Hồ. Và chị cũng là một trong những người sẽ là giám khảo cho buổi tối ngày hôm nay. Và trước bữa nay thì giám khảo Hoài Bảo Lê cũng sẽ lên đây để thông báo về cái giám khảo để chấm điểm cho cuộc thi này. Và không biết là hiện giờ chúng ta đã có bao nhiêu thí sinh tham dự đây? Dạ khoảng 50 thí sinh rồi chị. 50 luôn? Wow! Trong dự định của ban tổ chức thì nghĩ là chỉ có khoảng 30 thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ là tới 50 rồi thưa quý vị. Dạ, nhưng mà càng nhiều càng vui, càng nhiều càng hào hứng. Cho nên trước khi bắt đầu chương trình thì xin chúc tất cả quý vị thật là nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Và nhất là đêm nay là phải quay tới bên trên, tới bên vui, tới bên
quen với chị. Tội nghiệp quá, cầm cái bóng rồi, 5.001 cứ ngắt. Rồi tiếp gì? Dạ, mời chị tập yêu thương là người tâm luôn idol, dễ thương, sexy, nóng bỏng, nữ ca sĩ Lưu Minh. Bây giờ em hỏi thì em đang kiếm một người thứ ba. Nếu không có ai hết thì mới là em. Bây giờ em nhìn ở dưới quý vị nghĩ hả? Em muốn có một người thứ ba. Người thứ ba là giám khảo đi. Chào mừng tay cho thí sinh
tuyển hơi nhiều. Trời ơi, chỉ có con lao bé xíu nữa kìa. Đi xưa nó, tay bé đi. Dạ, tiếp theo xin mời vợ chồng ở Teddy và chị Dolly. Thí sinh số 9, anh Tom. Wow, ghê quá. Wow, thí sinh, chân không luôn hả? Và một điều quan trọng đó là đúng quý vị, kể cả những người đồng hồ chị Lubic và Hoài Tâm không quen biết tất cả các thí sinh này, chúng tôi công nhận bà con. Đúng rồi, dạ lên. Rồi, trời ơi, còn ai tôi hơn chị nữa. Dạ em, thí sinh số 12. Trời, khoan phủ. Thí sinh số 13. Em chị Ngọc Khánh. Thí sinh số 14. Wow, quá đáng tạ ơi. Một trà có sai luôn á. Trả cho chị hậu đá nè. Trời đất ơi, Hoài ơi, cẩn thận tay này Hoài. Đừng có ai chạy lên giường gậy của Hoài nha. Đỡ Hoài, đỡ Hoài chú ơi. Trời ơi, không đỡ một lần, không được ai Hoài đâu. Vậy đó.
70. Hú ra, ai dạy cho con mặt rồi.
cưới không? Thí sinh số 71, phu quân của nữ ca sĩ Ngọc Quyền, anh Đơn. Thí sinh số 72, anh Jason. Phát hiện ra một điều khiến quý vị không còn là chính mình, quý vị làm hoàng ngoại quá. Với ai like nè, ai love nè. Em tập em. What happened in gonna see? Last thing we're gonna see, Julie. Cô gái Trung Hoa. Hỏi kêu em. Thí sinh số 75, Chốt Girl. Oh my god. Anh quay, sao mày đóng lại luôn. Anh ơi, ra nói luôn. Quý vị ơi, vỗ tay cho tất cả các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà một thí sinh này còn hot hơn cả thí sinh. Em ơi, thí sinh này còn dữ dằn hơn. Thí sinh này không cần thi mà dằn tầm. Xin bây giờ cảm ơn ai mà tôi nghĩ Minh chứng minh cho tất cả những khán giả tại Việt Nam cũng như là
những ca sĩ ở Việt Nam rằng là ca sĩ hải ngoại mình ngon lắm chứ không có phải. Chính xác bởi vì đây. Cho nên mình phải ủng hộ cho ca sĩ của mình nha. Cho nên mọi người nhớ ủng hộ Minh Tuyết nha. Thank you. Đạp cho Minh Tuyết. Thank you. Cảm ơn chị. Từ hồi Minh Tuyết tham gia chương trình này, chồng Minh Tuyết ngủ dưới giường không? Đạp chồng thì phải đạp cho. Trước khi em giới thiệu người này thì em xin thưa là đây là một người cũng rất là quen với anh em mình. Đã từng làm việc trước đây rất là lâu rồi. Và anh cũng là một người ca sĩ rất là đa tài. Bởi vì khi mình nói là yêu thương đam mê trong nghề phục thì phải cố gắng mà có rất là nhiều những sản phẩm mới. Và một trong những bài hát mà anh sẽ hát cho chúng ta nghe đầu chương trình, cái phần trình diễn của anh cũng là một trong những bài mà cái ông đã viết cho người ca sĩ này hát. Đó không ai khác hơn là ca sĩ Andy Quất. Một tràng pháo tay anh trai lớn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà thưa quý vị, thứ nhất là Hoài Tâm
một người tổ chức một cái show thành công không thành công là gì? Thành công là mọi người đều thấy vui, khán giả đều yêu thương, cái đó cũng là cái thành công. Thành ra là quý vị cho một tràng pháo tay cho Hoài Tâm đã mở cái chương trình này và rất là vui cho 24. Ok, rồi. Nhất gì ba, nhất 1.500, nhì là được 1.000, ba là được 500, còn lại 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mỗi người được 300. Bây giờ chị Lu Bích với chị Ngọc Hồ phải ngồi xuống để kiếm ra nhất gì ba cho em. Trong ba người này, rồi còn lại là mỗi người 300 đô. Đúng không? Anh Liêm, anh nào nói tiếp đi, em xỉn quá rồi anh ơi. Anh Liêm ơi, anh xỉn quá mới dành nó. Anh Bảo Liêm nói chúng ta sẽ trao ba cái giải lớn nhất, là nhất gì ba, còn lại thổi dạ, rồi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 ta đi về thì giải thưởng nó thuộc về của MC. Vậy còn okay. Bây giờ hết. Ok, bây giờ gần hết rồi thôi. Quý vị rất là dễ thương ở đến 1 giờ sáng cho tới ngày thứ 5. Cảm ơn, và hôm nay là chị muốn gặp là người thứ 3, thứ gì, thứ nhất không? Bây giờ là người thứ 3 là đâu ai? Bây giờ người thứ gì? Không, thứ 3 là chúng tôi. Phải kêu 3 cái người chúng giải lớn nhất đúng không? Ba cái người chung giải lớn nhất. Mời chị Yến nè, lại Hằng Thúy Nga lên đây. Yến nè, Hằng Thúy Nga lên đây. Ba người chung giải nhất kỳ ba đó. 62, 33 và 52. Đâu chị Hằng? Đây. Rồi. Lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên nữa. Ủa ai lên chưa? Người kêu xuống rồi lên rồi sao? Bây giờ Lu Bích với lại chị Ngọc Hồ. Bây giờ chị Lu Bích sẽ đọc giải 2 trước. Chị Bích, bây giờ anh muốn lên rồi. Không, phải giải 2 trước. Giải 2 trước, giải 2 trước. Ok, giải 2 trước nha, giải 2 trước nha. Giải 2 bây giờ mình mời giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8, giải 9, giải 10, 11 đứng sau lưng thì em phát mọi người 300 luôn được không? Được rồi, bây giờ phát 1.000 trước đi kìa, giải 2. Rồi, bây giờ em mời chị Lệ Hằng đứng qua bên cạnh, mời chị Hằng và hai người ơi, Hằng sẽ là final và không biết ai là giải 3. Con nhỏ này quý vị nhìn tưởng nó là cô dâu nhưng mà hai con quỷ đó quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đọc giải 3. Và nếu người giải 3 được sướng tên lên thì người còn lại chính thức được giải nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, giải 3 đã thuộc về ai đây? Sao từng người qua hậu hai nhỏ này nè? Hai nhỏ như ngồi hậu không ngồi hậu. Và thưa quý vị, giải 3 thuộc về số 52. Và con bao 1.000 đô, đúng 500 đô.
Thi lại từ đầu. Em nghĩ bên không thi ba đứa mình lên thi. Trời ơi bên đó thi xong rồi đúng không? Bên đó thi xong rồi nhưng ba đứa mình lên thi lại. Mình nên thi lại đúng rồi đó. Ừ. Ôi, ơi. Hôm nay vì cái giải thưởng chứ bình thường mà không có giải thưởng là em phải đi về đó. Chạy lâu rồi. Trời ơi bây giờ lớn lê ở tới 1 giờ sáng. Đây bây giờ đi qua bà Gigi người ta đóng cửa rồi chắc cười bệnh ha. Hồi hồi nãy trên đường ra chị nghe người ta nói thắng có 300 người mà ngồi mệt chết luôn. Chị quay lại chị cười quá trời. Tội nghiệp chị Thoa đầu tư quá trời mà còn phụ làm cho Thúy Nha. Em tưởng nếu mà được giải cao cao thì em lấy tiền em cho chị với lại Kha. Ai về đâu em đừng giải Kha đừng giải. Cuối cùng 500 đô thì thôi mình giúp cho trời, bên vui Florida. Nhưng mà bị bảo Nga sẽ giúp nhiều hơn. Thiệt, nếu mà em trúng thưởng nhiều thì em cũng cho hết chứ nó giữ làm cái gì. Mình thi vui chính chứ. Hôm nay một ngày rất là vui xả chết nha cả nhà. Nó đi mà khờ luôn ngày mai là khờ. Ngày mai là ngủ đã luôn. Thì cái mắt tôi là phải nhắm vậy đó. Cái bà em ơi cái mắt em ghê quá. Em không có nhìn chị mà hai vợ chồng chị cứ tưởng em nhìn chị sao. Nó em có nhìn gì đâu chị. Nó trời ơi cái mắt em cứ trồng trắng không mà không biết nhìn ai. Chị phải qua đây chị nói em là trời ơi, chồng chị sợ quá.